Rồi, ok, xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay là chủ nhật ngày 17 tháng 3. Thì hôm nay em cũng lên một ít chim cho anh em ha. Thì hôm nay em lên được hai con than thuộc anh em. Hai con than thuộc. Đó, với đầu tiên em lên cho anh em con đất này đi ha. Đất co mắc cái trọng ra đó anh em. Anh em nhìn cái bộ đuôi nó nè. Con này là xòe hết bản luôn nha anh em. Xòe mà xòe hết bản luôn nha anh. Chim rất là đẹp luôn. Rất là dạng nha anh em. Đó, anh em thấy không? Chim rất là dạng dáng đẹp cực kỳ luôn anh em. Nó bung ra xòe là đuôi xòe hết bản nha anh em, đảm bảo luôn ha. Anh em nhìn bộ đuôi nè, đó. Đuôi là xòe hết bản nha mấy anh. Anh em thấy không? Rất là đẹp, chim rất là dạng. Con này thì em cũng đang tập tắm cho nó mấy anh. Đó. Thì mấy anh nào mình không biết lựa thì em sẽ lựa cho anh em nha. Đó, em lựa những mẫu chim như vậy cho anh em ha. Đuôi rất là đẹp, cánh trắng khá tương đối to nha anh em. Rất là dạng ha. Thì đất co mấy anh chịu khó mình dọc nó nhiều một xíu ha, để cho con chim nó nhanh dạng mà, với lại nó không có bị nhát. Thông thường từ giai đoạn con nó chuyển lên giai đoạn chuyền mấy anh thì chim nó rất là dễ bị nhát nha anh em. Thật ra anh em cứ trong giai đoạn này mình chơi với nó nhiều một xíu thì nó sẽ hết nhát thôi. Đó anh em, con này vẫn còn đút được nha anh em. Đó, đây tập cám thì anh em cứ để sâu vô cái cám bột á, nó ăn cám bột thì mình bỏ cám viên vô nha, là chim nó ăn cám thôi nha anh em. Rồi ok anh em, con này em cũng bán đồng giá với mấy con kia luôn nha anh em. Đó. Con này rất là đẹp nha anh em. Rồi ok mấy anh, 350 nha anh em, 350 nha. Con đất quá đẹp luôn. Anh em nào chốt thì nhắn cho em nha. Rồi ok mấy anh. Rồi ok anh em, thì ở đây em còn một ít chè than nha anh em, chè than bổi. Thì mấy con này rất là đẹp nha anh em. Chim chung chim nó lên mập ú à. Đó, đây em còn chỉ còn tầm hai mấy con mấy anh. Đó thì anh em nào mình cần về chim về thả avi hoặc là chim về mình nuôi cũng được, vẫn đẹp nha anh em. Nó chim rất là đẹp, rất là mập luôn em. Đó, rất là nhiều luôn anh em ha. Thì anh em nào chốt con nào thì nhắn cho em, hoặc là anh em nuôi như thế nào thì cứ nhắn cho em lựa gửi cho mấy anh ha. Cái mẫu anh em chọn sao thì cứ nhắn cho em. Còn tôi đối nhiều mấy anh. Nó chè than đồng giá con 200.000 nha anh em. Đồng giá con 200.000, anh em cứ qua chọn lựa thoải mái ha. Còn có mấy con thôi anh em. Anh em nào bắt 3 con tính anh em 500 luôn nha. 3 con tính cho anh em 500.000 con, 3 con là 500.000 nha anh em. Nó chè than nha anh em. Nó đây nó hót sổng mà mầm luôn mấy anh. Trong đây có con hót sổng mà mầm luôn mà chưa có nhìn, không có quay được anh em. Không có để ý, không có để ý thấy được con nào, có coi mà không thấy được. Nó anh em nào có thời gian thì cứ qua mình ngồi mình coi ha. Trong đây có con hót sổng lớn lắm anh em. Rất là nhiều luôn anh em ha. Rồi ok mấy anh. Cái này chè than bổi, chúng em sẽ quay hai con chè than thuộc cho anh em coi ha. Ok anh em, thì đây là chè đất anh em. Chè đất con ha. Đó thì em còn tương đối nhiều đây thôi mấy anh. Thì ở đây nó móc cám hết rồi anh em. Nó này là nó móc cám, tôi nó móc cám hết rồi. Nó ăn cám sơ sơ hết rồi, nó biết mổ hết rồi đó mấy anh. Đây, anh em thấy nè. Đó, ở đây em những cái lồng mà em để hai con mấy anh là những con cái lứa đầu anh em, cái chim mà đầu mùa của em để trong lồng lớn mấy anh. Thôi bắt ra lồng hai con cho dễ nha anh em. Cho anh em qua mình lựa chọn cho dễ, nó không bị rối. Cái chim nó cũng có nhát nữa nè. Đó, rất là đẹp anh em ha. Gần như nó móc cám nó ăn hết rồi nha anh em. Em không có cần đút nữa nha. Đó, những con này nó có một cái là nó hơi nhát mấy anh. Mấy anh về mình chịu khó mình dọc mình chơi nó nhiều vô nha thì chim nó hết hơn anh em. Đó, những cái con mà em để cái lồng gì nè anh em, cái lồng mà có số là 92 chín rồi nè anh em. Đó, những con này bán 350 một con nha anh em, bắt hai con em tính anh em 600 nha. Hai con 600 nha anh em. Hàng đầu mùa nha mấy anh. Hàng chim đầu mùa. Rồi ok mấy anh, thì qua bên đây. Bên đây là những con để lòng nhiều con hơn nè anh em, tầm 3 con 4 con mấy anh. Thì những con này á, là những con nó ở cái giữa mùa rồi anh em. Nó thì 250 một con anh em. 250 một con. Anh em là mình bắt hai con thì em tính anh em 450 ha. Hai con tính cho anh em 450 nha. Những con này nó cũng biết mổ luôn rồi nha anh em. Những con này là biết mổ hết rồi nha. Nó biết mổ sâu sâu dế nó ăn hết rồi. Thì em chỉ bỏ dế vô chứ bỏ sâu vô tập cám cho nó thôi anh em. Nó anh em mình chốt con nào thì nhắn cho em nha. Nó hoặc là anh em không biết lựa thì nhắn em lựa cho anh em ha. Đó, hàng này là 250 một con, anh em bắt hai con thì 450 nha. Rồi ok mấy anh. Rồi ok anh em, vành khuyên nha anh em. Vành khuyên, đó. Lúc sau lúc dế vô tư nha anh em. Đó, chim bổi đủ giá hết nha anh em. Tầm 300.000 trở lên nha anh em, cám cứng hết rồi. Đó, chim cám cứng lúc sau dế vô tư nha anh em. Đó, rồi ok anh em nào cần tìm khuyên bổi cứ nhắn cho em ha. Hàng bên em thì anh em yên tâm ha. Chắc chắn trong cái anh em 100% nha, chắc chắn là trong 100%. Cám cứng rồi mới bán nha mấy anh.
cám cứng chắc chắn 100%, nếu rồi luôn nha anh em. Đó rồi ok anh em, mình khuyên bổi mình khuyên thuộc thì có hết nha mình nha mấy anh, mấy anh cần chơi thì nhắn cho em. Rồi đây anh em, đây là ba con chè than mùa của em anh em, ba con chè than tuyển hàng, ba con mùa nha anh em, chim mùa hết nha. Thì đợi một chút nữa nó tắm nó khô lông rồi em đem ra quay cho anh em coi ha. Ba con này rất là đẹp anh em, bóng bộ hình bộ gì ok hết nha mấy anh. Rồi ok anh em, chim thì nó đang tắm để cho nó khô lông xong quay cho anh em coi ha. Đấu hót tại lồng luôn nè anh em. Đó. Em ha. Chim đang tắm nha anh em. Hót rất là nhiều luôn anh em. Nãy cái con này chúng em sẽ nói cái sự tích đó cho anh em nghe ha. Cái con này nè anh em. Chúng em sẽ nói cho anh em nghe. Rất là vui luôn anh em. Đó, thấy nó hót em quay cho anh em coi ha. Cái con phía bên đó đó anh em. Đấu hót cầm mầm luôn anh em. Bây giờ ta nói nhiều cái nó vui lắm anh em, chú em kể cho anh em nghe con đó. Rồi cho anh em nhìn nè, quen nè anh em, quen nè, quen nè. Anh em có tin đây là con bổi không em? Đó con bổi nha, con bổi mình nói cả này nè anh em. Con bổi nha anh em, con phan bổi mà nó dạng vậy đó anh em. Anh em nhìn nè, bổi nha, đó mà vậy á, cắm cứng luôn rồi nha mấy anh. Đó, rất là đẹp luôn anh em ha. Rồi ok anh em, để em sang ra lòng em quay cho anh em coi. Rồi ok anh em, thì giờ em quay cho anh em ba con chè than nha anh em. Đó, mỗi con nó có mỗi cái nét khác nhau nha anh em. Đó. Rồi bắt đầu từ bên đây nha anh em, từ con này nha. Đây. Con này anh em, con này nó rất là đẹp, nó hót rất là nhiều hồi cách đây tầm nửa tháng, nó hót rất là nhiều anh em. Nó em tính giữ lại, em giữ lại để em nuôi luôn anh em, nuôi lại cho nó căng căng xíu nữa rồi đăng bán cho anh em. Nhưng mà xui cá nó xuống lông luôn mấy anh, nó xui cá nó chìm xuống lông luôn. Nó con này giá em thu vô rất là cao anh em, con chim rất là đẹp luôn, hót ghê lắm. Lúc nào mà nó mới anh em, nó hót kinh khủng lắm. Xong em dưỡng lại tính đâu để qua tuần bán, ai ngờ đâu qua tuần nó xuống lông. Nó bây giờ nó mới ra được nhiêu đó lông mấy anh. Con này em đảm bảo anh em dáng thì cực kỳ đẹp nha. Con này là con số 1 nha anh em. Dáng dốc cực kỳ đẹp, đấu hót rất là nhiều luôn. Nhưng mà tại vì bây giờ nó xuống lông rồi anh em. Em nói thì nhiều lúc nhiều anh em không tin nha. Nhưng mà thật sự con này rất là hay nha anh em. Đó nên là bắt này về chơi thì khỏi bàn ha. Dáng rất là to luôn. Rồi con này hiện tại nó xuống lông. Nhưng mà giá em bán cho anh em là con này là 1,2 triệu nha anh em. Con này là 1,2 triệu nha. Con chim đang xuống lông nhưng mà rất là ok nha anh em. Đảm bảo với anh em về ôm lông nó chơi là cực kỳ đẹp luôn. Tại vì hôm nay sẵn em quay mấy con này rồi em quay nó luôn anh em. Chứ con này em cũng đang dự định là đang để lại để chăm lông nó xong rồi mới bán anh em. Nhưng mà lỡ quay rồi thôi quay luôn anh em. Đó 1,2 triệu nha anh em. Anh em nào mình chốt con này thì nhắn cho em. Rồi ok anh em, tiếp tục là con số 2. Đây anh em, cái con này mà em nói cái sự tích của nó này anh em. Con này nó đặc biệt cái gì anh em? Người ta cọc rồi, người ta cọc cho em 500 rồi anh em. Cọc tiền cho em rồi luôn á, để qua hôm nay qua bắt này anh em. Mà qua sáng sớm thì con chim nó lại không hót anh em. Anh em đã nói được con chim gì kỳ vậy sao mà nó không hót. Thì em cũng có nói với anh là con chim mùa anh em, nó sẽ có cái hứng. Con chim còn nó sẽ có hứng nha anh em. Nó hứng là nó hót không chở trơn. Nhiều lúc con chim nó mới sáng sớm ra anh em, nó còn lạ này kia nọ, nó vậy nó chưa tỉnh ngủ giống như con người mình thôi mấy anh. Nó cũng chưa tỉnh ngủ, nó chưa có chơi. Xong rồi anh em trả tiền lại cho ảnh, ảnh cọc rồi đưa tiền lại cho ảnh anh em. Cái con này là cái con 2,3 triệu em đang bán đó mấy anh. Nó đưa tiền lại cho ảnh. Xong anh vừa đi thôi anh em, vừa đi 5 phút nó hót chờ hết anh. Thì riêng con này anh em đảm bảo với anh em trong 3 ngày. Đó là cam kết nha anh em, trong 3 ngày nếu như anh em nào đem con này về mà nó không hót hoặc nó như thế nào đó, nó không hót nha anh em, thì em sẽ gửi anh em lại, anh em cứ việc gì gửi lại cho em. Em gửi lại anh em đủ tiền nha. Con số 2 nha anh em. Một chút nữa em sẽ chèn clip nó hót vào cái con số 2 này vào cho anh em ha. Đó. Con này em bán lại đồng giá luôn nha anh em. 2,3 triệu nha anh em. Đó, con này là đẹp. Nhưng mà con cái là nó là gốc cung bổi lên. Thành ra đầu nó hơi chày một xíu thì anh em cũng biết ha. Con than nó rất là khó, cho dù anh em có những con than anh em thuần nó 4 5 mùa luôn. Nhưng mà nó vẫn nhét nha anh em. Nó con này để xa, buông tay là chơi. Buông tay là hót, hót rất là nhiều anh em. Ở đây nó hót sáng tối luôn anh em. Nãy mới kè trong lồng tắm là con này nó hót với con bên đây đó anh em. Hót rất là nhiều luôn nha. Đó.
bộ chim thì khỏi bàn anh em, rất là đẹp luôn, giọng cũng rất là ok. Nó con này là con số 2 nha anh em, 2.3 triệu nha anh em. Nó anh em nào chốt thì nhắn cho em. Nó cái này là em bán uy tín đàng hoàng anh em. Anh em khỏi lo. Nếu như mà về nhà anh em nó không chịu hót, anh em cứ việc đem lại đây. Nói với em con này nó không hót. Ok, em gửi anh em đủ tiền ha. Nó còn mời anh em ly cà phê luôn. Đó, ok nha anh em. Con số 2 nha mấy anh. Rồi ok, tiếp tục con số 3 anh em. Đây anh em. Một con chim truyền lên anh em, một con chim truyền lên. Bộ cao cầu mỏng lông, anh em chơi hót nhìn con này là ghiền liền. Đuôi rất là dài. Chim rất là đẹp luôn anh em, con chim rất là đẹp nha. Anh em nhìn bốn bộ con này nó rất là đẹp hiện tại anh em. Con này nó chưa có lửa căng, nó chưa có chơi nhiều được. Hiện tại nó đang ăn cám quỳnh mai anh em, nó đang ăn cám quỳnh mai anh em. Nhưng mà chủ trước của nó nói là nó ảnh đi làm biết anh em, ảnh không có thời gian ảnh nên chăm nó. Thì con này nó em đăng lên cho anh em luôn. Đăng lên riêng luôn nguyên con này luôn nha anh em, nguyên bộ lại luôn cho anh em. Con chim này đăng nguyên bộ luôn cho anh em nha. Nguyên bộ chim. Bốn bộ chim rất là đẹp luôn. Nguyên một bộ này em đăng cho anh em 2.2 triệu nha anh em, 2.2 triệu nha. 2.2 triệu con chim mùa nha anh em, một mùa mới có một mùa đầu thôi anh em. Đó, nhưng mà con chim bốn bộ rất là đẹp nha anh em. Rất là dài, cao cầu mỏng lông, anh em bắt con này về chơi cực kỳ đẹp nha mấy anh. 2.2 triệu nha mấy anh, nguyên một bộ. Đó, anh em nhìn lồng nè, lồng cũng được nha anh em. Lồng chợ nhưng mà tương đối tốt nha mấy anh. Nó cả bộ 2.2 triệu, anh em nào bắt nhắn cho em luôn nha. Đó, đảm bảo với anh những cái con này rất là đẹp, cam kết luôn. Riêng cái con số 2 nha anh em, em cam kết nếu mà về trong 3 ngày không hót em cứ đều trả lại nha. Đó, còn con này thì em mới thu lại thì em bán luôn cho anh em luôn. Đó, bốn bộ đẹp cực kỳ nha mấy, cả bộ 2.2 triệu. Rồi ok anh em, thì anh em nào chốt con nào cứ việc nhắn cho em ha. Rồi clip hôm nay cho em xin dừng ở tại đây anh em, tại vì hôm nay chim còi em cũng hơi ít. Rồi ok anh em.